hôm nay mình sẽ sử dụng vòng quay này để quyết định một chiếc quỷ ngẫu nhiên trong trận chiến 1v1. Tuy nhiên để căng thẳng hơn thì trước khi bắt đầu một vòng đấu, tụi mình có thể ban một khả năng bất kỳ của người chơi còn lại, ví dụ như là chạy hoặc là nhảy hay thậm chí là bật haki vũ trang. Hiểu chưa Vida? Hiểu rồi đó, mà cái đó rồi sao chơi? Thì đó mới là em phun dây gá siêu kẹo 175k chứ. Đến với vòng quay thôi nào. Đương nhiên đây chính là vòng quay của anh Crazy Lan nha, chứ mấy của Vidắc đâu. Vì đeo trước cho Vidắc quay trước rồi. Quay. Ơi, của Vidắc đi. Đâu ga vậy? Đâu ga vậy? Chết chớp no. Luôn kìa. Rồi bây giờ muốn cắm kỹ năng của anh luôn không? Hay là đợi quay xong rồi cắm chung lượt? Đợi quay xong đi rồi cắm. Thì đây chính là dòng quay của Vidắc. Mong là Vidắc ra chứ gọi. Ê! 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 Đừng! Yes! Cười rồi hôm trước 2 phút. Em sủa hay gì vậy? Có. Chó. Vidắc sủa các bạn ơi. Thì đầu tiên đương nhiên rồi, anh sẽ cắm căn chạy của em đi. Là em đứng yên chỗ luôn? Không, ý là không được lướt thôi á, hiểu không? À là vẫn được chạy vậy luôn hả? Như chỉ là không được lướt thôi. Để em coi, em suy nghĩ cấm cái khả năng nào. Cấm khả năng nhảy của anh đi, khả năng ghép bô á. Ai căng vậy? Rồi vậy sẵn sàng chưa? Ok, bắt đầu đi. Bắt đầu nha. Không cho anh ghép bô nè. Ai vi phạm khả năng là thua đó nha. Ai vi phạm khả năng là thua, sợ em hả? Làm gì hả? Làm gì? Ui, cái spin gì bá đạo vậy? Ai phút anh không ghép bô nhưng mà anh nhảy bằng cái này được không? Em bay, em không lướt được thì em bay. Mày bay không? Thì đánh có mấy trăm đam mà ta. Hình như cái hùng mạnh mạnh quá sao á, nó được tăng khả năng phòng ngự mà. Tăng khả năng phòng ngự Phúc ơi. Lấy hết đè người. Mày. Anh em có khả năng ghép bô nữa mấy em, mình lộn sao anh ơi. Đào ghép bô đây. Ghép bô. Lúc này mày. Giờ anh bay vô luôn, anh không đáp xuống là được đúng không? Anh bị bính văng lên trời, cứ bay anh đâu đáp xuống là được. Khó quá, không lướt, nó khó chịu lắm các bạn. Lấy thịt nè người. Bấm nút lướt đi. Em bấm nút lướt đi, hết khó chịu không? Chết spin mà combo như Kitsune nha các bạn. Hack kêu quan sát. Bật hack kêu quan sát. Ui gì ghê vậy? Tự nhiên em mạnh đột xuất vậy. Hack cái gì vậy? Mới tới hack phải không? Không có. Mày hack. Nhào chứ mặt chỗ mạnh vậy. Nè. What the fuck? Nó xài cái đó cấm khả năng ghép bô, nó cũng vô dụng các bạn ơi. Chọn nhầm nền văn minh rồi. Ok, đối với bản đấu thứ hai thôi nào. Cầm chế hung mình mà dẫn chiến thắng đúng là ao trình mà các bạn. Ê, lần này là chế màu vàng nữa. Chế like. Thử thách 24 giờ sử dụng chế màu vàng đánh bại Vidắc. Hôm nay sẽ múc ban Vidắc bằng chế màu vàng nha. Ui, mới random mà chế bô hả? Ghê. Nhân phẩm cũng cao á, để coi em random ra trái gì với cái vòng quay này. Ê, chế berry. Nè. Chế tường trắng. Các bạn biết tại sao Vidắc ghét tường trắng không? Tại không phải là màu đen. Màu trắng mà à. Hài không? Để suy nghĩ rồi mình phải cắm chiêu gì của Vidắc đây. Anh cắm khả năng bật haki vũ trang của em đi. Không biết dụng lắm nha, thôi kệ đi. Rồi, em sẽ cấm khả năng lướt của anh đi. Ủa, em biết dùng không? Mày cấm khả năng lướt của anh đó Phúc. Ê mà không bấm nút lướt khó chịu hả các bạn? Cứ bị ngứa tay đó. Sao mình vẫn có chiêu bay mà, mày vô đây. Ôi nó bất tử rồi các bạn ơi. Nhân lúc này quýnh nó. Ây da mày thằng này sao liều vậy? Nó biết mình không có lướt được. Rồi đứng đó đi. Ôi sao chạy ra được. Mày mình chùm chết Barry các chùm, bạn. Chùm có nhiều bạn comment nói em chùm mà đúng không? Ủa chứ em nói em chùm MC á nhớ không? Nè nhảy ra tao quýnh thường mày chết. Ui hắc cái gì vậy? What the fuck? Sao pha đó bắn trúng vậy ta? Rồi bay đi. Kỳ ta, đam cao gì vậy? Sao giờ này anh thấy em xuống trình chứ Phúc? Em hình như gà hơn xưa nhiều lắm luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ random ra trái spy cho Vidắc nó tâm phục khẩu phục nè. Nghĩ sao nó nói mà... Đừng. Ui. Trái Venom nha, một nhân phẩm khá là đỏ của mình luôn. Random toàn trái Mexico. Trái Venom thôi mà làm quá. Trái đó mình biết hết chưa hết rồi. Các bạn thấy Vidắc nó khinh thường mình chưa? Dáng này mình cho nó biết thế nào là 5-0, thế nào là Jack 5 cũ. Rocket Shadow. Trời đang tối nè các bạn ơi. Rồi. Ôi trời đang tối hay luôn nè. What the fuck? Em hack không ô? Anh cấm khả năng haki quan sát của em. Em cấm anh dùng chiêu C. Ok, cấm chiêu vậy được rồi. Rồi vô nha Vidắc, Chạy vô chạy dữ rồi. Chạy đợi trời sáng các bạn ơi. Thằng này nó điếm mà cố luôn. Đừng nói điếm, anh ủi mày chết. Ây da, đừng, ây da, what the fuck, đau quá. Mày không bật hai kia quan sát thì mày chưa có chết thôi Phúc ơi. Biến hình Venom, bắn tùm lum, bắn tùa lưa. Cái chiêu này tầm ngắn quá.
À, nãy giờ mình nên cấm chiều về nó mới đúng bạn ơi. Trời sáng rồi. Nè, đỡ hộ anh Phan Đại Phúc ơi. Đau quá. Chạy đi đâu, đứng lại. Ai. Mẹ, đơn này nó thông minh như vậy. Em cho em chạy quậy phố, hồi méo hả, gian quá vậy. Đứng yên. Mày đứng yên chứ Venom là chỉ có chết thôi Phúc ơi. Dạ, không nhảy được các bạn ơi, không nhảy được các bạn ơi. Phun đọc cái này không chết rồi đi Phúc. Xong rồi các bạn ơi. Tàn canh gió lạnh mình này các bạn ơi. Tự Phúc ơi đừng. Dạ, cái chim này khó chịu lắm các bạn ơi. Ôi, đáng ra nãy em nên cắm hay kêu quan sát qua nó Phúc. Ủa? Trời. Ủa gì đang nói chuyện lăn ra chết vậy ông nội? Hay bởi vậy ta nói á, quan trọng là kỹ năng và trình độ các bạn ơi. Và trái quỷ tiếp theo của Vi Đắc. Có anh. Hay nếu như các bạn không biết, đây chính là một trong top 10 những trái quỷ mà mình ghét nhất bởi vì mình không có V2 của nó. Thôi được rồi, V1 thì cũng có sao đâu. Vi Đắc thì không có trình mà mình cần gì V2 các bạn. Trời ơi, trái tủ Vi Đắc rồi á. Rồi xong hắn rồi bạn ơi. Chết rồi các bạn ơi, mình xài trái Phonic mà Vi Đắc lại xài trái tủ nữa chứ. Sao mà đỡ được đây? Nếu là trái gót thì anh sẽ cấm chiêu V của em đi. Ok, em sẽ cấm khả năng bật haki quan sát của anh. Cũng không quan trọng lắm các bạn ơi. Quan trọng là biết là gì không? Quan trọng là điểm thôi. Thằng này nữa. Quá đã. Nè, vô đây. Bá vô mình hút nè Phúc. Các bạn xem mình xúc vỡ mồm với đất nè. Ủa giờ mình bật haki quan sát thì nó có biết không các bạn? mình nói chơi chứ không lẽ giờ mình bật các bạn, sao giờ bật hai cái quan sát được đúng không? Chứ có mắc chiều về như sao đánh các bạn ơi. Mất chiều về chỉ là một thằng runner thôi các bạn, xem nó chạy rồi quá đâu mất. Mày chạy đi mày đất. Ui ảo mới đánh trúng mày ảo, ai ảo không mới đánh trúng vài cái. Xin lỗi anh đi em đâu rồi? Ủa em đâu rồi dạ. Rồi. Ôi thì kiếm mặt như xác lên kiếm. Nó sử dụng sức mạnh da đen của nó gì á, nó mất mày đâu rồi. Thằng cưa, thằng này biết tận dụng tốt cái quan sát của mình quá. Mày chạy đi mày đắt. Trốn tiếp. Rồi cũng đào á, nhưng mà biết anh sẽ làm gì không? Hồi máu thần trưởng. Trốn. Ủa đâu rồi ta? Gì á nữa hả? Đã chiêu nữa hả ta? Mày. Các bạn fan coi clip coi khúc này nó có bật hay kêu quan sát không các bạn ơi. Sao tự nhiên em gà chứ với đát, không lẽ không tính là kèo được hả? 5-0 rồi đó nha. Một cơ hội nữa. Ơi đừng. À đâu, cái này cũng là trái tủ của anh mà. Spider-Man. Tủ đè các bạn ơi. Bữa trước xài trái Spider này hạnh nó muốn ẻ luôn mà nói vậy ta. Chắc em hết hy vọng thiệt đó Phú ơi, anh quýnh cái này là mạnh lắm á, nói thiệt. Rồi luôn, ra cho thằng cầm luôn. Được. Còn cứu được các bạn ơi. Trái này mà dùng bút thì sao mà nó gượt kịp. Không lẽ giờ nói cấm chiêu ép của nó thì kỳ quá các bạn. Thôi anh sẽ cấm haki vũ trang thêm một lần nữa đi. Em cấm khả năng anh không được dùng đúp ASD được không? Cấm khả năng anh dùng cái bàn phím anh chuyển sang cây bo mà lít chuột để di chuyển á. Bro, có vụ đó nè. Được rồi các bạn. Rồi bắt đầu đi. Chấp luôn á, chấp em luôn á. Vô, quýnh nè. Đừng có chạy nha cô. Em không chạy đâu lên á. What the fuck? Bút lạc min ba anh đó. Mày không? Mày né đi. Lật kèo đi. Mày lật kèo đi bút. Lật ơi, ơi. Chạy. Lật kèo. Chạy các bạn ơi. Chạy đi. Thằng này nó cờ. Ôi, chạy. Chạy. Mày bay đúng không? What the fuck? Tao cấm cái khả năng này, không cho cấm cái trò trò đó nữa. Em làm anh tức rồi đó. Thôi đừng. Nghe nó cứ gầy cấn kêu vậy các bạn ơi. Thôi không sao, coi như trận nãy nhường đi chứ không lẽ mà. Ê, bro. Không lẽ lật kèo có thiệt hả? Chắc xíu nữa anh cấm khả năng sử dụng bàn phím của em một phút. Không sao bạn, chứ chết cũng bình thường à, xíu nữa mình cấm khả năng sử dụng bàn phím với đất là được, quá ngon luôn. Không phải chứ một chi. Yes, không phải chứ một chi các bạn ơi. Em một chi em có 3 chiêu à, được không? V1 đó chứ. Ok, em cấm trước cho. Ok, cấm đi. Em cấm khả năng anh rời khỏi cái chỗ này, kiểu nguyên cái map chỉ là trận đấu lô vô, anh bước ra là anh thua. Vậy anh cũng cấm em đi chen vậy luôn. Ok, gớt xuống này là cũng thua luôn nha. Gớt xuống cái lỗ là thua luôn nha. Vô nha. À, nó tính quăng mình xuống dưới rồi ơi, thằng này. Hiểu rồi. Chưa gớt dưới, lỏng dưới máy tính mà. Helicopter.
Rồi bắt con khỉ này lại. Mày bắt. Sao sao kêu con xét vậy? Mày, xà chiêu. Nè, kéo đi Phúc. Rồi chết luôn, combo huyết này chết luôn. Mình không phải nào bị trái chớp giết được các bạn ơi. Mày. Ôi. Trời ơi. Nè, kéo ra đây nè, kéo ra đây nè. Nè, lên đây. Kéo. Ơi, em hắn rồi. Hai like các bạn ơi. Tua lại đón đó cho anh. Ba đó hai like thiệt các bạn, không ngờ nó có thể quăng mình ra được chứ. What the fuck? Ảo vậy. Ê. Yes. Em. Vậy vậy, em nào? Trái tủ của Vy Đắc các bạn ơi. Và đương nhiên người sử dụng đó chính là em. Crazy Land. Xong rồi chiến này quay ra trái spy là lụm luôn. Như các bạn biết đó thì chúng ta vẫn còn trái spy. Và ôi, what? Hên quá các bạn, thật sự là rất là hên nha. Lần này chúng ta không quay ra được trái spy. Cấm em không được xài solo nha. Sao chạy. Em cấm khả năng ghép bô của anh đó. Còn em là không được solo nha. Mày. Ui. Chiêu Z là gì nè? Chiêu C là gì? Rồi, bá vô Phúc, bá vô nè. Bá vô. Xài chứ sao, mình cứ thích bu vô mình các bạn ơi. Mày bu. Không ghép bô thì mình bay lên trời. Khó quá, khó đánh chúng này quá. Này bựa ta. Nhớ được chứ, xài góc két mà anh ao trình với T-Rex của em luôn không? Hình như em không biết xài trái... What the fuck? Bro. Nói anh nghe là em biết chơi game này đi không? Em bị lag. Mày chạy đi. Nè, xài chú sơi chết nè. Chú sơi chết nè. Đúng là người có trình xài chế góc két nó khác với người không có trình ha. Thì ra hai trận hồi nãy là em may mắn thôi. Và phần thưởng người chiến thắng đó chính là được mất 3 người thua nha các bạn. Nếu như các bạn muốn xem nhiều video mất 3 video đắt hơn nữa thì nhớ bấm like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.